Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại. Địa chỉ là số 66-27 đường Phan Huy Ích, phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và qua thẻ tín dụng. Anh em nào có nhu cầu trả góp thì cứ qua bên shop làm hồ sơ trả góp trực tiếp nha. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp không cần trả trước luôn, làm hồ sơ rồi nhận ngay máy nha. Trong fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Mọi người mà muốn xem hình ảnh chi tiết máy thì mình cứ nhắn tin vào trong fanpage. Số điện thoại của bên mình là 0839444400, số thứ hai là 0646478748, số thứ ba là 0585351100. Bên mình thì làm việc từ 8:30 sáng đến 8:00 tối nha. Anh em nào muốn xem hình ảnh chi tiết máy thì mình cứ nhắn tin vào trong fanpage hoặc là Zalo nha. Zalo thì mình xài ba số điện thoại này luôn nha mọi người. Bên mình thì bán điện thoại có ship core đi toàn quốc luôn. Ở xa có nhu cầu mua điện thoại bên mình thì cọc cho bên mình trước phí ship nha. Bên mình ship hàng cho mọi người được kiểm tra máy, test máy trước khi thanh toán tiền. Mọi thông tin chi tiết mình có để ở phần mô tả video nha. Mọi người có cần kết vào phần mô tả video sẽ ra đầy đủ tất cả các thông tin cho mọi người tham khảo dễ mua nha. Anh em nào mà coi video thì cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Samsung M53 5G nha. Cái này ngoại hình còn đẹp keng luôn. 5,6 triệu nha mọi người. M53 5G, RAM 8, mùi như trong sẽ là 256GB, màn hình OLED nha, máy rất là mỏng, chạy chip Dimensity 900. Samsung A53 5G, ngoại hình đẹp keng luôn, 4,9 triệu nha. A53 5G, 4,9 triệu, máy đẹp nha mọi người. Vivo, con này là con V23E đẹp keng, V23E RAM sẽ là 8GB nha. Đây, máy khá là đẹp luôn, RAM 8GB, bộ nhớ 128, màn hình OLED. Giá bán của bên mình là 3.250.000 nha. 3.250.000 Vivo V23E. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, ngoại hình đẹp nha. Giá bán là 4 triệu, RAM sẽ là 8, bộ nhớ trong 128GB. Note 11 Pro 5G nha. Xiaomi Redmi 12, con này RAM 8GB nha, ngoại hình đẹp, Redmi 12. 3.650.000, Redmi 12 nha, 3650. Realme 7, RAM 8GB, ngoại hình đẹp nha. RAM 8, bộ nhớ trong 128, Realme 7 nha. Giá bán của bên mình là 2.850.000, Realme 7, 2850. iPhone giá rẻ nha, 11 Pro Max. Con này thì pin còn 80. Đây, 64GB, pin 80 nha, 11 Pro Max. Giá bán là 8 triệu rưỡi thôi nha, 8 triệu rưỡi, 11 Pro Max nha. Máy nguyên zin, giá rẻ đều. Samsung A33 5G đẹp keng nha, đẹp keng luôn, còn siêu viền luôn nha, còn siêu viền luôn nè. Giá bán là 4.150.000 nha, A33 5G, máy đẹp keng, 4150. Xiaomi Redmi 12C. Đây, 2.450.000. Con này 2.3 triệu thôi. Redmi 12C, RAM 4 như trong là 64GB nha. Chip Helo G85, 2.3 triệu nha, máy rất là đẹp luôn, màn hình đẹp như mới. iPhone 11 nha, 11 hàng Việt Nam, máy hơi chạy nhẹ thôi. Pin 84, viên zin, 6.6 triệu nha, hàng Việt Nam này, iPhone 11 chạy nhẹ, 6.6 triệu nha. Oppo A57 RAM 4, nguồn nhớ trong 128. Máy thì chạy nhẹ nha, đây có gắn nhẹ nè. 2.850.000 thôi, A57 RAM 4 128, 2850. Này có một cái máy tính bảng nè, siêu phẩm nha, Samsung Galaxy S8 5G nha. Đây, Galaxy S8 5G có bút màu da, máy đẹp như mới luôn. S8 5G, giá bán của bên mình là 8.9 triệu nha, 8.9 triệu Galaxy Tab S8 5G, màn hình rất là đẹp luôn. Con này chạy chip Snapdragon là 8 Gen 1 nha, 8 Gen 1, 8.9 triệu nha. Samsung Galaxy S22 cộng nha, ngoại hình đẹp keng luôn.
Con này thì giá bán của bên mình sẽ là 10 triệu rưỡi nha mọi người, S22 cộng. iPhone 11. Con này thì màn hình thay rồi nha. Giá bán của bên mình là 5 triệu 9 nha. Pin còn 87, iPhone 11 nha. Màn hình zin 5 triệu 9 nhưng mà thay rồi. K50 Gaming, con này thì chạy chip Snapdragon là 8 Gen 1 nha. K50 Gaming. Máy chuyên game đã up ROM quốc tế nha. ROM này ROM Boco G4 FT nha. Boco F4 GT. Up ROM màn hình OLED chip 8 Gen 1. RAM 8/128 nha. Giá bán của bên mình là 5 triệu 9 nha. Con này thì cấu hình rất là khủng luôn, anh em nào muốn chiến game thì mua nó nha. iPhone 12 pin 87 nha, con này thì ngoại hình hơi trầy nè, 8 triệu 150 nghìn thôi. iPhone 12 giá rẻ. iPhone XS 64GB, con này pin 98 nha, vỏ nó hơi trầy. Vỏ hơi xấu luôn, vỏ xấu nha, 4 triệu 2 XS nha. Men zin màn zin, vỏ xấu. iPhone 11 Pro pin 88 quốc tế hàng GA nha, 7 triệu 650 nghìn thôi, 11 Pro giá rất tốt rồi. Màu đen pin 82, ngoại hình 98, 7 triệu 6 nha. iPhone XS 256GB pin bảo trì 4 triệu 3, được cái 256GB nha. iPhone 13 128GB pin 89 nha, giá bán là 12 triệu 7 nha, 12 triệu 7 thôi. iPhone 12 Pro Max 256GB, máy đẹp 98 nha, pin 88, giá cực kỳ tốt, 14 triệu 950 nghìn thôi. iPhone 12 Pro Max. iPhone 11 Pro Max 64GB pin 77, chỉ với giá 7 triệu 7 thôi nha mọi người. 64GB. Bên mình thì nói chung là để nguyên để bán cho mọi người nha. Những cái này pin thì thay thì không bao nhiêu tiền hết. XS Max 64GB, còn này thì Max Tru Tông. Men zin màn zin 8 pin 87 6 triệu 150 nghìn thôi nha. Tru Tông này fix không bao nhiêu tiền hết. iPhone 13 Việt Nam 128GB pin 95 12 triệu 2, máy hơi trầy xíu này vẫn còn bảo hành nha. 12 triệu 2. iPhone 12 Pro Max 128GB pin 97 nha. 12 triệu 8, pin 84, pin 84 chứ, 128GB ngoại hình 97, khá rẻ luôn, 12 Pro Max, 12 triệu 8 thôi. iPhone 13 Pro, máy đẹp 98 nha, 128GB pin 88, 14 triệu 8 nha, 13 Pro. iPhone 12 64GB pin 100, 8350 nha, 8 triệu 350 nghìn, máy thì rất là đẹp. Benzin màn zin. iPhone 13 256GB nha. iPhone 13 128GB, máy đẹp nha. Pin 95. 13 triệu 2 nha, 13 triệu 2. Samsung A34 5G. Bảo hành từ tháng 4 2024. 5 triệu 9. Con này là bản 256GB nha, 256GB. Xiaomi Redmi Note 12 RAM 4/128 nha, ngoại hình đẹp 99 nha, Note 12. 3 triệu 7 nha. 3 triệu 7. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE RAM 6/128. Phun bóc 4 triệu nha, 4 triệu. Redmi 12C RAM 4/128 nha. 2 triệu 450 nghìn. Samsung Z Flip 4 bản 256GB. 11 triệu rưỡi nha, Z Flip 4 bảo hành tới tháng 10 2023. Ngoại đẹp 99 nha.
Samsung A24, bảo hành từ tháng 5 2024 nha. RAM 6, giá bán là 4,3 triệu. A24 nha. Xiaomi 12 Pro nha, 7,9 triệu, RAM 8, 128, Mi 12 Pro. Này, 7,9 triệu nha. Xiaomi 11, RAM 8, 256GB, 4,350,000 nha. Mi 11 đây, hàng chính hãng nha. Những cái này thì màn hình nó có lưu ảnh nhẹ nha mọi người. Con này thì chỉ chạy chip Snapdragon là 888, màn hình cong, camera 108 chấm, hàng chính hãng, 4350 thôi, giá rẻ cho anh em nào mà muốn mua con máy chụp hình đẹp nè, chiến game luôn. Màn hình ám, full box, đầy đủ phụ kiện zin nha, 4,350,000. Oppo Reno 6Z 5G 8128 nha. Máy đẹp. Rồi. 3,850,000 Reno 6Z 5G nha. Full box, phụ kiện thì như mới luôn. Vivo Y72 5G RAM 8128 nha. Máy đẹp 99 luôn. Này, Y72 5G full box. Phụ kiện là chưa dùng tới hết nha. Máy đẹp như mới, 3,650,000 thôi. Y72 5G. Vivo V21 5G nha, RAM 8128 luôn. Đây, ngoại hình đẹp ken như mới luôn nha, 3,5 triệu. V21 5G nha. Phụ kiện này chưa dùng tới luôn nha. Đây. 3,5 triệu nha mọi người. V21 5G, không bóc. Oppo Reno 6 5G. Đây, Reno 6 5G nha. 4,850,000 nha, máy đẹp 99. Reno 6 5G đầy đủ phụ kiện zin. 4,850,000 nha. Đây, những cái máy full box, bên mình đã có hàng đầy đủ tất cả phụ kiện zin luôn, máy đẹp như mới. Oppo Reno 7 Pro 5G, cây này không khác máy mới luôn nha. Hiện tại mình đang có hai màu, màu này màu bạc và màu đen nha. Đây, máy không tìm ra được vết trầy luôn. 7,250,000 nha. Đây, Reno 7 Pro 5G. RAM sẽ là 12GB, bộ nhớ trong là 256GB. Con này thì chạy chip Dimensity 1200 nha. Khá đẹp. Bảy triệu 250,000, 7 Pro 5G. Mi Mix 4 nha, siêu phẩm, máy cực kỳ đẹp luôn. Đây, Mi Mix 4. Con này camera trước ẩn dưới màn hình luôn nha, nhìn không thấy cam đâu, màn hình đẹp ken 99. Giá bán của bên mình là 7,9 triệu. Vuông bóc này đủ phụ kiện zin nha. Đây, Mi Mix 4. Samsung S21 Ultra 5G, 1 SIM, bản hàng RAM 12GB, 256 nha. Máy đẹp, giá bán là 8,4 triệu nha, S21 Ultra 5G. Samsung Note 20 Ultra 5G, hàng Việt Nam, RAM sẽ là 12, 256, 2 SIM nha, máy khá đẹp luôn. Giá bán là 9,5 triệu nha, Note 20 Ultra 5G. S22 LED, 2 SIM, 10,4 triệu, RAM 8128, ngoại hình tổng thể tầm 98 nha. A24 RAM 6 128, bản từ tháng 5 2024. 6128 nha, 4,2 triệu. Samsung Galaxy S10e bản Mỹ 2,750,000 nha, RAM 6 128. A13 2750 nha, Samsung A13. Galaxy Note 10 LED 5G máy 97 nha. 5,550,000 bản hàng, RAM 12 256GB. Galaxy Note 20 màn hình ám nha, màn hình ám giá chỉ có 3,950,000 thôi. Note 20 5G nha, RAM 8128 bản Mỹ nha. Note 20 Ultra 5G bản Mỹ 8,150,000 nha, sẽ được là 2 SIM, máy thì đẹp ken luôn. Note 20 Ultra 5G.
Samsung M33 5G 4.050.000 nha, M33 5G. Samsung S21 Ultra 5G, hàng Việt Nam 2 SIM, ngoại hình hơi chạy xíu. Giá bán là 9.500.000 nha. Hàng Việt Nam nha, 2 SIM 9.500.000. S22 lớp này có màu xanh nè. Giá bán là 9.650.000 thôi, máy hơi chạy. 8128. S21 FE 5G 8128 bản tháng 9 2023 nha. 6.700.000 thôi, S21 FE 5G. A54 5G nha, con này ngoại hình 97, 5.650.000 thôi, A54 5G này. Giá rất là tốt luôn, 5650. Samsung M53 5G, RAM 8 256 ngoại hình 98, 5.600. Galaxy A80 nha, vỏ 6 nè. 2.850.000 thôi, rất là rẻ nha, Galaxy A80. RAM 8 128 camera trước cực lên nha. A73 5G 8128 máy đẹp 99 6.200.000. A24 RAM 8 128 4.500.000 nha, A24. S21 FE 5G RAM 8 256 ngoại hơi xấu xíu tầm 98 nha, 6.600.000 thôi. S21 FE 5G. Oppo Reno 7 Pro 5G nha. 7 Pro 5G. Màu đen. Máy thì có trầy nhẹ nha, có trầy nhẹ. 7 Pro 5G, màu đen nha, có trầy nhẹ. Giá bán của bên mình này là 6.700.000 nha, 6.700.000, có sạc zin luôn. 7 Pro 5G nha. 6.700.000 nha. Trầy nhẹ nha mọi người. Tầm máy thì tầm 98 nha. Con này sẽ là RAM 12GB, bộ nhớ trong là 256GB nha, chạy chip Dimensity 1200 mắt. Có hai cây, cây này màu xanh. Cũng có trầy nhẹ luôn nè. Trầy nhẹ nha. 6.700.000 nha mọi người. 7 Pro 5G. Samsung Galaxy A52s 5G, ngoại hình đẹp nha. RAM là 8, bộ nhớ trong 128. Con này màn hình nó có lưu ảnh rất là nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ luôn nha, máy đẹp. Giá bán là 3.500.000 nha, 3.500.000. Samsung A32 giá bán là 3.100.000 nha, A32. Màn hình OLED, RAM 6 128GB. RAM 8, con này bán RAM 8GB thì giá bán là 3.350.000. A32 nha. Poco X3 Pro RAM 6, RAM là 8 bộ nhớ 256 chứ. Giá bán là 3.800.000 nha. Ngoại hình đẹp 98 X3 Pro. 8256 nha. Oppo Reno 7Z 5G ngoại hình đẹp. Con này thì giá bán của bên mình là 4.150.000 thôi. 7Z 5G nha, 4150, cực kỳ đẹp luôn. Oppo A57, con này bản RAM 6GB, máy đẹp 99 nha, 3.100.000 A57 nha, 3.100.000. Samsung Galaxy Note 10 LED 5G, RAM 12 256, con này ngoại hình trầy nha, tầm 97. Giá bán là 5.550.000 thôi, 5550. Này thì có cái iPhone 13 128GB. Con này bản Mỹ nha, full box luôn nè. Trăm hai mươi tám ghi bằng Mỹ. Pin 95, kèn 99 nha. 128GB, 13.000.000 nha, 13.000.000. Samsung M12, con này thì pin rất là trâu nha. Dòng M là dòng chuyên về pin, RAM 4 và 64 M12. Máy đẹp nha, 2.350.000. Samsung A32 màu xanh, máy đẹp. RAM 6 128 3.150.000 nha, RAM 6 128GB.
Redmi 10C, con này thì chạy chip Snapdragon là 680 này, một con máy cấu hình khỏe nha. RAM là 4 GB 64 GB. Giá bán của mình là 2.150.000 thôi. Redmi 10C. iPhone 12 chứ, con này iPhone 12. Ngoài nó hơi chạy nè, bản 128 GB. Hơi chạy xíu thôi. Được cái là bộ nhớ cao, giá cũng tốt. Pin con này thì còn 87 nha. Bản Mỹ. 128 GB iPhone 12. Chạy nhẹ nhẹ. Giá bán của bên mình là con này là 9 triệu nha, 9 triệu. Vivo i35 RAM 8 GB, ngoại hình đẹp nha. Giá bán là 3 triệu 350 nghìn i35. i22s chứ, i22s 3 triệu 350 nghìn. RAM 8 GB này, nó cộng thêm 8 GB từ bộ nhớ vào RAM, nếu mà vào RAM nữa nha, nó thành thành 16 GB luôn. Bộ nhớ 128 GB, chip 680, 3350. Vivo V23e, máy đẹp nha, không ám ảnh gì nha, ngoại hình đẹp. Giá bán của bên mình cây này là 3 triệu 350 nghìn nha, V23e. Samsung A33 5G, ngoại hình đẹp nha. Giá bán của bên mình là 4 triệu. A33 5G, RAM 6, 128, 4 triệu nha. Oppo Find X3 Pro, máy 98 nha, hàng công ty. RAM là 12, bộ nhớ trong là 256 GB nha, X3 Pro chạy chip 888 nè. Giá bán của con mình, bên mình con này là 7 triệu 850 nghìn nha, 7 triệu 850 nghìn. Có được hai cây nè, X3 Pro nha, 7 triệu 850 nghìn. Có thêm màu xanh nữa nha mọi người, này có màu xanh. Hàng công ty hết nha, RAM là 12, 256. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, con này thì màn hình nó có chấm nhẹ nha, đây nhẹ thôi. Giá chữa cháy cho mọi người 6 triệu 2, hàng công ty nha, hàng công ty. Được hai sim này, RAM là 8, bộ nhớ 256 GB nha, Note 20 Ultra. Oppo Reno 6 5G 4 triệu 350 nghìn nha, Reno 6 5G. Oppo Reno 6 5G tiếp 4350. Cái này máy đẹp thì giá bán là 4 triệu tư nha. Đây, ngoại hình được. Con này chạy nhẹ luôn, giá là 4350 luôn. Xiaomi Redmi Note 11 nha. RAM là 6, bộ nhớ trong 128 GB. Giá bán của bên mình là 2 triệu 9 nha, 2 triệu 9. Này, 6128. Ngoại hình con này tầm 98 nha, có trầy nhẹ, Note 11. Này về được iPhone nữa nè, 11 Pro Max. Pin 87. 64 GB nha, màu trắng. 11 Pro Max nha. 11 Pro Max này thì giá bán của bên mình là 9 triệu rưỡi nha, 9 triệu rưỡi, 64 GB, màu trắng, pin 87. iPhone 11 Pro. Gb nha. Mấy cái này thì mình bao cho mọi người là men zin màn zin hết nha mọi người. Pin 100. Giá bán của bên mình là 7 triệu 650 nghìn nha, 7 triệu 650 nghìn, 64 GB. Theo là 11 Pro Max nữa nè. Pin 82, con này máy zin 256 GB. 256 GB nha. Giá bán của bên mình là 9 triệu 6 nha, 9 triệu 6. 11 Pro Max 256 GB, pin 82 pin zin thì nó bây giờ thì nó hơi thấp nha. iPhone 12 chạy nhẹ. 12 chạy nhẹ nha. ZP 256 GB. Hơi chạy nha.
Giá bán của bên mình là 8 triệu 9 nha, 8 triệu 9 iPhone 12 256 GB. Pin hơi thấp xíu nhưng mà giá thì rất là tốt. Con này là con Oppo Reno 5 nha. Reno 5 này thì nói chung là ngoại hình xấu. Con này thì mình bán giá rẻ thôi. Màn hình thì camera thì nói chung là lâu lâu nó rung rung xíu thôi. Chứ còn bình thường mình thấy mình test hoài nó cũng rung nè. Con này thì RAM được cái là 8 GB. Màn hình OLED. Của nhớ trong 128 nha, chip Snap 720. Giá bán của bên mình là 2 triệu rưỡi nha. Reno 5 2 triệu rưỡi thôi. Samsung Galaxy S20 LED phiên bản đặc biệt nha. Bản đặc biệt nè. Bản đặc biệt thì nhìn nó khác nè. Màu tím hàng chính hàng sách tay. Con này RAM 12, bộ nhớ trong là 256 GB. Màu tím máy đẹp nha. Giá bán của bên mình là 5 triệu 300 5 triệu 2 thôi. 5 triệu 2 S20 LED. Xiaomi Redmi Note 10. Note 10S nha. RAM sẽ là 6 của như trong 128 GB Note 10S. Giá bán của bên mình là 3 triệu, máy đẹp keng nha. Xiaomi Redmi Note 11 tiếp nha. Máy cũng còn khá đẹp, RAM 6 128 tiếp nha. Con này giá bán là 2950. 2950. Xiaomi Redmi K40. Con này chạy chip Snapdragon gần là 870, RAM 8 bộ nhớ trong 128 GB. K40 nha. Giá bán của bên mình là 4 triệu 7 nha, 4 triệu 7 K40, bản RAM 8 128. iPhone 13 trầy nhẹ nha, con này thì trầy nhẹ rồi. Máy zin 13. Con này thì pin 91 nha. Bản Mỹ 128 GB. iPhone 13 này thì giá bán của bên mình sẽ là 12 triệu 850 nghìn nha, 12.850. Oppo Reno 7 Pro. Reno 7 Pro. Đây, con này màn hình là RAM 8, RAM bộ nhớ là RAM là 12, bộ nhớ 256, chip Dimensity 1200 mắt nha. 7 Pro. Con này thì màn hình nó có lưu ảnh nhẹ nha, lưu ảnh nhẹ. Nấc nấc lưng vì nó cũng hơi trầy. Giá bán của bên mình là 4 triệu rưỡi thôi, thì Reno 7 Pro nha, 4 triệu rưỡi. Samsung Galaxy A23 nha. Con này thì RAM 4 GB, ngoại hình trầy nhẹ. Giá bán của bên mình cây này là 2 triệu 650 nghìn nha, RAM 4 A23 2650. iPhone 11 hàng Việt Nam. Con này thì còn bảo hành nha, còn bảo hành tới tháng 4 2024. Màn hình nó có hơi trầy nha, màn hình nó hơi trầy nè. Hơi trầy nhẹ. Giá bán của bên mình cây này là 7 triệu 7 nha. 7 triệu 7. iPhone 11 pin 100 hàng Việt Nam. Tiếp theo là mình có cái iPhone 11, cái này pin 85, cái này ngoại hình nó hơi xấu xíu nha. Đây. Hàng Việt Nam này 64 GB cũng pin 85 luôn, cái này camera nó trầy này, hơi trầy. Giá bán của bên mình cái này là 6 triệu tư thôi, pin 85 hàng Việt Nam luôn nha, máy zin 6 triệu tư. 11 nha. Mình có cái đồng hồ, giá trị đồng hồ đây. Khá rẻ nha, mua cho con đồ xài cũng được. Đồng hồ, cái này đồng hồ này thì đồng hồ BU BT1 nha, đẹp keng luôn, đầy đủ tất cả tính năng luôn nè. Pin thì xài tầm 2 đến 3 ngày nha, pin xài 2 đến 3 ngày khá là đẹp nha. Cái này thì giá bán của bên mình là 280.000 nha, 280.000 có sạc luôn này. BU BT1 đây. Smartwatch này. Đây, nó đây nè. 280.000 thôi nha, mình có được hai cái đồng hồ 280.000. Smartwatch. Mấy cái đồng hồ rẻ tiền này thì mọi người mua thì mọi người chuyển khoản trước nha.
Con này là con Vivo Neo 6, RAM là 8128, 7 triệu nha, Neo 6, 7 triệu thôi. Samsung Galaxy Z Fold 4 nha, Z Fold 4 19 triệu rưỡi, hàng Việt Nam, 2 SIM, ngoại hình thì tầm 98, có trầy nhẹ nha, còn có hàng thì tháng 8. Z Fold 4. Con này là con Vivo Y55, RAM 8128, màn hình OLED nha, ngoại hình thì nó trầy nhẹ, giá bán chỉ có 3 triệu 350 nghìn thôi. 335. Con này là con Realme 9 Pro LED nha. Đây, Realme 9 Pro LED, nó đặt lưng nó nứt thôi, giá nó thì rẻ cho mọi người xài trải nghiệm nha. Đây, 9 Pro cộng này, chạy chip Dimensity là 920, con này được cái sở hữu màn hình OLED, mặt lưng nứt nha, nứt nhẹ thôi. Giá bán của bên mình là 3 triệu nha, 3 triệu, Realme 9 Pro LED nha, 3 triệu thôi. Màn hình là 6.43 inch, màn hình OLED, chip mạnh. Mặt lưng này nứt thì thay rất là rẻ nha, bên mình thì mình không có thay, mình là rẻ thì mình nó rẻ cho mọi người thôi, đeo ốp lưng vô là ok này. Nói chung là cấu hình khỏe, chiến game hay là gì xài cũng rất là ok. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, con này thì bản Hàn. Note 20 Ultra 5G nha, bản Hàn Quốc. Đây, Hàn Quốc một SIM nha. RAM 12, bộ nhớ 2 256 GB. Ngoại hình còn khá là đẹp nha, khá là đẹp. Cái này thì giá bán của bên mình là 7 triệu 9 nha, 7 triệu 9. Note 20 Ultra 5G bản Hàn. Máy đẹp nha, 7 triệu 9, RAM sẽ là 12 GB, bộ nhớ 256. Samsung Galaxy Tab S7 FE nha. Con này thì màn hình tới 13 inch luôn. Khá là to. RAM 4 164, chạy chip Snapdragon là 750 5G. Có bút S Pen luôn nha. Khá đẹp. 6 triệu 4 nha mọi người. Tab S7 FE 6 triệu 4. Này thì mình mới ép hàng có lại. iPhone 11 hàng Việt Nam. Việt Nam nha, 30 tháng 4 2024 này, máy đẹp 99. Pin thì cũng 99 luôn. iPhone 11. Giá bán của mình là 7 triệu 7 nha. iPhone 11 hàng Việt Nam bảo hành rất là dài, bảo hành 10 tháng nữa nha. Sony Xperia 5 RAM 6 1/64, ngoại hình đẹp 98 nha. Giá bán chỉ có 2 triệu 450 nghìn thôi, Xperia 5. Khá rẻ. Oppo Find X5 bản quốc tế nha, Find X5 này, lưng này nhám rất là đẹp nha, bản quốc tế thường thường nó có thùng rác nha mọi người. RAM 8 bộ nhớ trong 256, ngoại hình đẹp 99 nha. Giá bán là 7 triệu 150 nghìn, Oppo Find X5 7150. Samsung A51 màn hình ám nha, 1 triệu 850 nghìn thôi, RAM 6 bộ nhớ 128, A51. S21 Ultra 5G hàng Việt Nam, 2 SIM, ngoại hình đẹp keng, 10 triệu nha, 10 triệu. Vivo Y15s RAM 3 bộ nhớ trong 32, ngoại hình hơi chạy xíu, 1 triệu 850 nghìn nha, 1 triệu 850 nghìn. iPhone 11 Pro Max màn hình chấm nha, 6 triệu rưỡi, màn hình nó có đốm nha, màn hình đốm nhẹ nha, đốm nhẹ thôi, màn này màn zin. Đây, chỉ với giá 6 triệu rưỡi thôi, quá là rẻ luôn nha. 11 Pro Max. Oppo A77s nha, 3 triệu 8, máy đẹp 99 nha. A77s RAM sẽ là 8, bộ nhớ 128. Vivo Y16 RAM 4 128, 2 triệu 7 nha, máy cũng đẹp keng. Y16 S21 Ultra 5G một SIM, con này bản Hàn Quốc nha. Bản Hàn Quốc sẽ một SIM trầy nhẹ, giá bán là 8 triệu 2. Bản Hàn nó sẽ ngon hơn bản Mỹ nha mọi người. Tại vì bản Hàn á, sóng sánh nó ổn định hơn. Bản Mỹ thì nó dường nó rất là dễ lóc nha, thì to là nó rất là khó chịu. Nó không như bản Hàn đâu. Nên anh em nào mua mấy cây Samsung thì mình khuyên là mua bản Hàn sẽ tốt hơn nha. Bản Hàn sóng sánh cực kỳ ổn định, còn bản Mỹ thì nói chung là sóng nó không ổn định đâu. Xiaomi Redmi Note 9 5G RAM 8 128 2850 nha, ngoại hình đẹp, Note 9 5G. Galaxy S10 2 SIM hàng chính hãng 4 triệu 2 nha, ngoại hình thì tầm 97 nha, S10. S21
8256 5450 ngoại hình đẹp nha, S21 5G bản Hàn Quốc luôn. RAM 8256. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Hàng Việt Nam nha. Ngoại hình đẹp. Giá bán là 9 triệu rưỡi nha, Note 20 Ultra 5G bản Việt Nam, RAM sẽ là 12GB, bộ nhớ là 256GB. Galaxy S20 LED. Hàng Việt Nam luôn, 5350 nha. Xem hàng Việt Nam sẽ là RAM 8 bộ nhớ 256 và được cái là hai SIM nè. Hai SIM S20 LED. 5350. Samsung Galaxy S21 5G. S21 5G hàng Việt Nam luôn, hai SIM. Cây này ngoài nó hơi chày nha, giá bán là 5 triệu 7 thôi. S21 5G. iPhone 13 Pro Max nha. Con này hàng Việt Nam máy đẹp keng. Pin thì còn 89 nha. Đây pin 89 hàng Việt Nam màu gray. Giá bán là 16 triệu 850 nghìn nha. Con này bản quốc tế trong phải Việt Nam nha mọi người. Bản quốc tế 128GB. 16 triệu 850 nghìn thôi. 13 Pro Max. Samsung A13, con này RAM 6GB, 2 triệu 750 nghìn nha, A13, mặt lưng nó hơi chạy, chạy do xài ốp nha, 2750. Samsung Galaxy A14, RAM 6GB, giá bán của bên mình là 3 triệu nha, A14 này, RAM tới 6GB, con này thì ngoại hình còn khá đẹp nha. RAM là 6 của như 128, 3 triệu nha, A14. Realme C35, con này màn hình nó hơi chạy, 2 triệu 150 nghìn thôi, RAM 4 164GB, Realme C35, camera 50 chấm nha, 2 triệu 150 nghìn. Vivo V25e, cây này màn hình hơi chạy nhẹ nha, giá bán là 4 triệu 3 nha, 4 triệu 3, V25e, RAM 8GB. Xiaomi, con này là con Mi 11T, mặt lưng hơi chạy, mặt lưng nứt nè. Giá bán của bên mình chỉ với giá là 3 triệu rưỡi thôi, Mi 11T nha, 3 triệu rưỡi. iPhone XS Max nha, con này thì 64GB. Con này thì pin chính hãng nha, con này không có trụ tông nha mọi người, con này không có trụ tông. Máy nguyên zin nha, men zin, màng zin, pin linh kiện chính hãng. Trụ tông thì mình fit lại thôi nha mọi người, pin 87 nha. Giá bán của bên mình là 6 triệu 150 nghìn thôi, 6150. iPhone 11. Con này thì cũng thay pin rồi nha, thay pin rồi. Thay pin rồi nha. Giá bán của bên mình là 6 triệu nha, iPhone 11 thay pin mới nha, 6 triệu. iPhone 12 Pro Max 128GB, con này hơi chạy nha. Hoàn hơi chạy. Giá rẻ 12 triệu 8 nha, 128GB, 12 Pro Max, pin 84, 12 triệu 8. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G hàng Việt Nam, máy đẹp nha, 9 triệu rưỡi. Bản 5G sẽ là RAM 12GB, một nhớ trong là 256GB nha. iPhone 11 máy đẹp nha, hàng Việt Nam 64GB, pin còn 86 nha, giá bán là 6 triệu 9 nha. iPhone 11 hàng Việt Nam màu xanh máy đẹp. iPhone 12, con này thì bao cho mọi người là men zin màng zin nha, men zin màng zin 64GB, máy đẹp 99, con này nói chung là vỏ thay rồi, pin 100 luôn, bao cho mọi người men zin màng zin nha. Giá bán của bên mình là 8 triệu 350 nghìn thôi, 8350. Samsung Galaxy Note 20, con này thì bản Mỹ. Bản Mỹ nha, mà nó có ám nhẹ nha. Giá bán của bên mình chỉ với giá là 4 triệu thôi, 4 triệu nha. Note 20 bản Mỹ, 2 SIM, 1 SIM vật lý và 1 eSIM. Ngoại hình đẹp, 4 triệu. Tai nghe Bluetooth nha mọi người. Con này thì pin nghe được tới tầm 5 tiếng nha,
Moza TS13 nha. Con này âm thanh thì nghe cực chắc luôn. Kết nối Bluetooth là 5.0 nha, kết nối Bluetooth 5.0 luôn. Giá thì chỉ có 130 ngàn thôi nha mọi người, 130 ngàn. Thì nghe chính hãng này luôn, con này là Ava. Con này cũng vừa kết nối Bluetooth 5.0 luôn. Loa tai nghe này nghe cũng được 3 đến 5 tiếng nha mọi người. Giá thì cũng chỉ 130k thôi. Hàng này là hàng chính hãng nha, được bảo hành 1 tháng, lỗi mình sẽ đổi cho mọi người cái khác. Con Moza này thì mình cũng có thêm màu đen nữa nha, 130k nha mọi người. 130k kết nối Bluetooth 5.0. Khá là nhiều loại luôn. Ava này thì mình cũng có màu đen nha. Nói chung là mấy cái dòng này thì mình cũng có hai màu, đen và màu hồng và màu xanh. 130k hết mọi người, nó đồng giá với nhau thôi, 130k. Tiếp theo là cái tai nghe model là Zero E nha. Cái tai nghe này thì nói chung là pin rất là trâu, nghe nghe tổng tầm 9 tiếng nha mọi người. Con này thì có chống nước luôn, chống nước. Con này mới thì rất là cao nha, nhưng cũ thì rất là rẻ. Bên mình đang bán với mức giá là 400.000 nha. Đây, 400.000 thôi. Cực kỳ hầm hố, nghe cực kỳ đã luôn nha. Zero E. Mình có thêm cái cây này thì nó hơi, cái này cũng nữa, thêm màu này nữa nha, màu tím. 400k nha mọi người, 400k. Chống nước nha, kết nối Bluetooth 5.0, âm thanh nghe cực kỳ đã luôn. Những cái tai nghe này thì mới rất là cao nha mọi người, nhưng mà bên mình thì bán rất là rẻ, bảo hành cho mọi người 1 tháng, lỗi một đổi một. Tiếp theo là một cái Zero T206 nha, tai nghe không dây. Này, cái này thì ra máy mới rất là mắc luôn, mới như tới 1,2 triệu lận. Cái này đẹp như mới luôn nha. Đây, âm thanh nghe cực kỳ đã nha. Cái này thì giá bán của bên mình là 450k nha, 450k thôi. Tai nghe không dây nha, có chống nước đồ để hết nha. Tai nghe này thì mới hình như nó làm tương 1 triệu mấy lần nha mọi người, 1 triệu mấy lần nè, âm thanh đồ nghe cực kỳ đã luôn nha, ngoại hình đẹp keng. 450k nha, nhỏ gọn. Tai nghe Moza E6 nha, E6 đẹp keng luôn. Con này nhìn hộp đồ rất là đẹp nha. Con này thì pin cũng cực kỳ trâu, pin con này khả năng nghe nhạc tới 6 tiếng nha, 6 tiếng cực kỳ chắc chắn nha. Giá bán của bên mình cái này là 270.000 nha, 270.000. Máy mới của cái này thì nó khá là cao nha, máy mới như nó tầm là 8-900 gì đó. Nó rẻ rồi. Rồi tiếp theo cái Moza này là Moza TS11 mini nha, Moza TS11 mini. Tai nghe này thì nghe nhạc tổng tầm được 3 đến 5 tiếng nha mọi người, nghe nhạc tầm 3 đến 5 tiếng nha. Giá bán của bên mình cái tai nghe này với giá là 230.000 thôi, 230.000. 230.000 nha. Cái con này thì mình có thêm màu trắng nữa nha. Màu trắng cũng khá là xinh luôn. Đây, màu trắng nè, khá là xinh nha. Giá chỉ có 230k nha, sẽ được bảo hành cho mọi người 1 tháng nha, lỗi một đổi một. Những cái tai nghe này mình bảo hành chỉ 1 tháng thôi nha mọi người. Chỉ có hai màu thôi nha, màu trắng và đen thôi, 230.000. Đây, tiếp theo có cái Moza này là Moza A15 nha, AT15. Cũng với giá là 230k luôn. Pin thì cũng nghe tầm 3 đến 5 tiếng nha. 3 đến 5 tiếng nghe liên tục nha. Kết nối Bluetooth là 5.0. Tai nghe Oppo Encore Buds nha, Encore Buds. Giá bán của bên mình cái này là 310 nha, 310.000 thôi. Oppo Encore Buds. Đây, 310.000 nha mọi người. Tai nghe này dùng thì tầm từ 2 cho tới 5 tiếng nha, từ 2 cho tới 5 tiếng. Tai nghe Oppo Encore Buds 2 nha, Encore Buds 2. Giá bán của bên mình là 520.000 nha, 520.000. Những cái tai nghe này thì mình bán với giá thôi nha, 520.000 thôi. Con này thì nói chung là dùng sẽ được tầm cỡ 7 tiếng nha mọi người, dùng tầm 7 tiếng nha. Tai nghe Renmi Buds nha, T100. Này, Renmi Buds này nhìn cái đã không?
Cái Redmi Buds này thì giá bán của bên mình sẽ là 720.000 nha, 720.000. Redmi Buds này thì giá mới khoảng tầm cỡ 1,2 triệu nha mọi người. Bên mình bán với giá là 720.000. Rất là mới luôn. Tai nghe Oppo Encore E2 nha, Encore E2 này. Giá bán của bên mình là 590.000 nha, Oppo Encore E2 nha. Những cái tai nghe rất là dễ thương nha mọi người. Giá chỉ có 590.000 thôi. Oppo Encore E3 nha, đây tai nghe Encore E3 khá là đẹp nha mọi người. E3, Encore E3 nè. Cái tai nghe này giá bán của bên mình là 920.000 nha, 920.000 Encore E3 nha, 920.000. Sạc dự phòng nha, nhỏ gọn Ava. Con này thì dung lượng pin là 7.500 nha, 7.500. Sạc dự phòng Ava dung lượng pin là 7.500 nha. Mình có màu xanh nè, giá thì chỉ có 100.000 thôi, chỉ có màu xanh. Có mấy màu rất là đẹp luôn. Xanh lá này nha, 100k nha mọi người, chỉ có giá 100k thôi. Và tiếp theo là cục sạc Ava. Con này thì dung lượng pin là lên đến 10.000 nha, sạc dự phòng dung lượng lên pin lên đến 10.000. Giá bán của bên mình là 130.000 nha, 130.000. Ava nha, dung lượng pin 10.000, 130.000 thôi. Còn có loại này mắc hơn tí nha. Loại này mắc hơn tí này, Ava dung lượng pin nó cũng 10.000 luôn, 10.000 mAh. Giá của bên mình cái này là một cái cục sạc này là 160.000 nha. Mình có 3 loại. 160.000. Đây. Này cũng 160.000 nha. Ava dung lượng pin lên đến 10.000. Samsung Galaxy A34 5G nha. Con này thì mới mua, bảo hành dài. Bản 256GB nha. Đây, 256GB, RAM 8GB. A34 5G, đẹp kê nha. Cái này thì giá bán của bên mình là 5,9 triệu nha. A34 5G, bản 256GB, máy 99. 5,9 triệu. Vivo A16 nha, RAM là 4, bộ nhớ trong 128GB. A16 giá bán của bên mình là 2,7 triệu nha. A16 nè, RAM 4, 128, màn hình đẹp nha. Con này màn hình rất là đẹp luôn, RAM 4, 128, 2,7 triệu. Realme 9A này thì RAM 6, bộ nhớ trong là 128GB. Con này chạy chip 680, màn hình đẹp keng, 9A nha. Giá bán của bên mình là 3,1 triệu nha, Realme 9A, RAM 6, 128, máy đẹp keng, 3,1 triệu. iPhone 11 Pro. Pin con này thì còn 89 nha. Quốc tế 64GB. Đây 11 Pro quốc tế 64GB, pin 89. Ngoại hình thì đẹp nha, ngoại còn khá đẹp luôn. Giá bán của bên mình là 7,8 triệu nha, 7,8 triệu, iPhone 11 Pro. iPhone 13 Pro. Con này chạy nhẹ nha, chạy nhẹ, khoảng tầm 98. Pin 88 nha. 13 Pro. Đây, hàng Việt Nam, 128GB, 13 Pro nha. Giá bán của bên mình sẽ là 14,8 triệu nha, 14,8 triệu, 13 Pro. Bên mình thì hỗ trợ trả góp, không cần trả trước luôn nha. Realme C55 nha, RAM 6, 128, máy đẹp 99 nha, 3,1 triệu. iPad Pro M1 nha, iPad Pro M1 256GB luôn, thế hệ 3 nha. Con này vừa hết bảo hành M1. Máy đẹp keng, Wi-Fi 11 inch nha. Con này thì giá bán của bên mình sẽ là 16,5 triệu nha, 16,5 triệu M1. iPad E4 256GB luôn, máy cũng đẹp keng nha. E4 256GB, phiên bản Wi-Fi,
Giá bán là 8 triệu 8 nha, E4 nha, 8 triệu 8, 256 GB file. Samsung Galaxy Tab S7 FE, cây này ngoại hình trầy nhẹ nha, Tab S7 FE, màn hình sẽ là 13 inch, RAM 4, 1/64, chip Snap 730 nha. Chip Snap 750 5G nha mọi người, 750 5G. Cây này thì giá bán của bên mình là 6 triệu 4 nha, 6 triệu 4, Tab S7 FE. Con này là con Mi Band 5, bản 128GB, RAM 6GB, bộ nhớ 128 nha. Mi Band 5. Cây này thì ngoại hình nó hơi trầy trầy. Giá bán của bên mình là 5 triệu 650 nghìn thôi nha. Mi Band 5 màn hình 11 inch, độ phân giải lên đến 2K nha. 2K luôn. Xiaomi Mi 11T nha. Con này thì RAM là 8GB, 1/128, máy khá đẹp luôn, Mi 11T. 4 triệu 850 nghìn nha mọi người, Mi 11T. Con này chạy chip Dimensity là 1200, camera 108 chấm nha. Con này thì bên mình đang có rất là nhiều màu luôn. Có bản 256GB nữa nha. Giá thì tầm 4 triệu 950 nghìn trở lại nha. Poco X3 NFC. Màn hình là Full HD, con này chạy chip Snapdragon là 732 nha. RAM là 4/64, X3 NFC. Mặt lưng hơi trầy nhẹ nha mọi người, mặt lưng hơi trầy nhẹ. Giá bán của bên mình là 2 triệu 950 nghìn nha, 2 triệu 950 nghìn. Poco X3 NFC, RAM là 6GB, 1/64. Samsung Galaxy Note 10 LED nha, bản hàng. RAM sẽ là 12GB, bộ nhớ trong là 256GB. Con này thì nói chung là viền nó hơi cắn xíu nha. Giá bán của bên mình chỉ có 5 triệu 650 nghìn thôi, bản hàng. Bản hàng thì sẽ một sim nha, đây. RAM 12 bằng nhớ 256GB, viền thì nó có hơi cắn nha, do xài ốp nha mọi người. Note 10 LED. 5 triệu 650 nghìn nha. Có một cây này là cây Realme. Cây này mới ra nha, Realme C55. RAM là 6GB bộ nhớ trong 128 nha, máy thì rất là đẹp nè, C55. Màn hình Full HD. Camera nhìn hầm hố lắm nha mọi người. Đây, camera khá đẹp luôn. Này, camera cực đẹp nha. Nói chung mới ra, còn màn hình dài, màn hình đẹp như mới luôn. Làm hai camera tổ bố luôn nha, 64GB. Realme C55 nha. Giá bán của bên mình là 3 triệu 1 nha, 3 triệu 1. C55. Xiaomi Redmi Note 11 Pro phiên bản 5G nha. 5G thì máy đẹp bên mình đang bán với giá là 4 triệu 7 nha. Máy 98 thì 4 triệu rưỡi. Và mình có bản 4G nữa nha. 4G máy đẹp là 4 triệu 1 và máy 98 là 4 triệu nha. Đây 5G và 5G đẹp keng đây. 5G chứ 4G nó giống hệt nhau nha mọi người. Giống hệt về ngoại hình nhìn sẽ không nhận ra được nha. Tiếp theo là cái Xiaomi Redmi 10 5G. Con này thì nói chung ngoại hình còn khá là keng. RAM sẽ là 4GB, bộ nhớ trong là 64, có hỗ trợ 5G nha, cấu hình mạnh. Con này chạy chip Dimensity nha mọi người. Dimensity, RAM là 4GB. Có hỗ trợ 5G nha. Máy thiết kế rất là đẹp, hàng chính hãng, bảo hành dài nha, RAM 4 bộ nhớ trong là 64GB nha. Giá bán của bên mình là 2 triệu 750 nghìn. Redmi 10 phiên bản 5G. Samsung Galaxy S22 LED nha, con này thì hàng chính hãng, còn mẫu hành dài nha, máy đẹp keng, màu hồng, S22 LED. Samsung S22 LED này thì camera chụp hình rất là đẹp luôn, RAM là 8, bộ nhớ trong 128, màn hình thì 120Hz nha, cực kỳ mượt, màn hình khá là to, máy đẹp, màu hồng nha. Con này thì giá bán của bên mình là 10 triệu 4 nha, S22 LED, hàng chính hãng, mẫu hành tuổi tác 12, 10 triệu 4. Samsung, con này là con S21 FE 5G, bản RAM là 8GB, bộ nhớ trong là 256GB nha. Ngoại hình thì đẹp keng 99 nha, còn khá là keng. 8256. Cái này giá bán của bên mình là 6 triệu 9 nha, 6 triệu 9, màu xanh. S21 FE 5G. Và mình có thêm màu tím nữa nha, màu tím.
Màu tím này thì RAM 8 128, ngoại hình cũng còn khá là keng này. Giá bán là 6 triệu 850 nghìn thôi. S21FE 5G 8128. Xiaomi Redmi Note 11 Pro phiên bản 4G đây, đẹp. Con này thì giá bán của bên mình chỉ 4 triệu thôi nha. 98% 4 triệu, máy 99 là 4 triệu 1. Samsung Galaxy S20 FE, con này thì RAM sẽ là 8GB, bộ nhớ trong là 256GB, hàng chính hãng, hai SIM nha. Con này còn bảo hành dài luôn nha, bảo hành tới tháng 12 2023 luôn. 8256 FE. Con này chạy chip thì nắp là gần là 865 nha, ngoại hình thì còn khá là keng. Giá bán của bên mình là 5 triệu 750 nghìn. S20 FE 5G nha, 5 triệu 750 nghìn thôi. VinMax ROG 4 nha, RAM 3 bộ nhớ trong 64, con này pin 5000 chạy chip 665 nha, màn hình là Full HD. Máy còn khá đẹp luôn, 1 triệu 950 nghìn nha, ROG 4. Những cái VinMax này thì anh em khỏi lo nha, mình sẽ bảo hành cho mọi người. Con này Line 4 nha, RAM 6 bộ nhớ trong 64, giá bán là 2 triệu 250 nghìn, Line 4 sẽ chạy chip 675, camera 48 chấm nha, pin cũng 5000 luôn. Những cây VinMax này thì mình lấy từ hãng ra nha mọi người, nên bảo hành thì mọi người cứ yên tâm nha, VinMax thì mình sẽ bảo hành cho mọi người chu đáo. Con này là con Realme Nazo 50i, RAM 4 64, 1 triệu 850 nghìn thôi. Con này màn hình khá là to, pin trâu bò nha, Nazo. Con này thì nó giống là Oppo đó. VinMax Active 3, RAM 6 64, sẽ bán là 2 triệu 150 nghìn. Con này thì camera chính là 48 chấm. Màn hình là sở hữu màn hình OLED nha, Active 3. Active 3, RAM 6 64, đẹp keng luôn. Những cái này là hãng nó thanh lý ra cho mình nha, nên là mọi người cứ yên tâm, sẽ được bảo hành 3 tháng. Con này là con Realme 5S, RAM 4 bộ nhớ trong 128, 1 triệu 950 nghìn nha. Con này thì cũng pin 5000, chạy chip 665, camera 48 chấm luôn, màn hình thì HD cộng nha. VinMax Lite 4, RAM 6 bộ nhớ trong 64, máy cũng kèn 99 nha. Những cái này là hãng nó đem ra, nó đưa ra, nó bán thanh lý ra nè, nên là nó đẹp như mới. Con này là con VinMax Aris nha, RAM 6 bộ nhớ 64, ngoại hình 98, con này chạy chip Snapdragon là 730, camera 64 chấm, màn hình OLED nha. Giá bán là 2 triệu 550 nghìn thôi, Aris. Còn mình có Aris Pro nữa nha. Aris RAM 8 128 hay kèn 99 là 2950 nha. Đây, màu xanh rất là đẹp luôn nha, 2950. Và mình có Aris Pro, Aris Pro thì giá bán của bên mình sẽ là Aris Pro sẽ là 2 triệu 950 nghìn luôn nha, 2950 luôn. Con này là con Sharp R5 nha, RAM 12 bộ nhớ 256, chạy chip 865. Giá bán là 3 triệu 650 nghìn thôi, Sharp R5 nha. Cấu hình khủng, con này là con máy xuất thai từ Nhật về nha, có khả năng kháng nước luôn. Motorola Edge 20 Pro 8128, giá bán là 5 triệu rưỡi nha, Edge 20 Pro. Rất là mượt luôn, Motorola này chạy chip 870, camera 108 chấm nha, con máy độc đẹp. Honor V40 RAM 8 256 5 triệu rưỡi nha, Honor V40 một con máy màn hình cong này. Máy này máy xách tay nội địa nha. Ngoại hình thì đẹp 98 nha mọi người. V40 RAM 8 256 mình giảm giá cho mọi người còn 5 triệu 2 thôi nha. V40 8256 chip mạnh nha. VinMax Aris này, RAM 6 64, máy kèn 99 luôn, màu xanh. Xanh lục bảo nha. Còn VinMax này là Active 3, con này thì hơi chạy nha, RAM là 6 bộ nhớ 64, hơi chạy nhẹ thôi, 1 triệu 750 nghìn nha, 1750. Con này là con Redmi Note 11 Pro 5G, 4 triệu rưỡi. Và mình có bản Redmi Note 11 Pro 4G nha, giá bán thì chỉ có tầm 4 triệu thôi. K40 Gaming RAM 12 128, 4 triệu 850 nghìn nha, K40 Gaming RAM 128 đây. 4 triệu 850 nghìn. Ngoại hình con này thì tầm 98% thôi nha mọi người. Những cái này thì này, con này thì ra 12 128, ngoại hình 97 luôn. Giá bán là 4 triệu 750 nghìn nha. Có RAM 8 128 mới sách tay chưa có tiếng Việt nè. Con này giá bán là 4650 nha, Redmi K40 Gaming. Con này là con Vivo Neo 6 nha, RAM 8 128. Cấu hình khỏe nha. Giá bán của bên mình là 7 triệu 2. Vivo Neo 6 nha, 7 triệu 2 thôi. Redmi Note 9 5G nha, RAM 8 128, con này cấu hình khá là khỏe luôn, có 5G. Giá bán chỉ có 2 triệu 850 nghìn nha, ngoại hình đẹp nha. Redmi Note 9 5G.
Xiaomi Mi 12T RAM 8/128 ngoại hình keng như mới luôn, giá bán là 7 triệu 2 nha, Mi 12T. Xiaomi 12 chạy chip 8Gen 1 nha, 6 triệu con này thì giá bán là 6 triệu rưỡi, 6 triệu rưỡi nha. RAM là 8/128, còn phải có RAM 8/256 nữa nha, 8/256 thì giá bán là 7 triệu 2 nha, 7 triệu luôn, giảm giá cho mọi người còn 7 triệu, 8/256 hàng chính hãng nha. Xiaomi Mi 11 Lite giá bán là 3650 nha, Mi 11 Lite. Xiaomi con này là Redmi Note 10 Pro 8/128 3650 nha, Note 11 Pro, Note 10 Pro chứ. Mình có cây này màn hình nó ám nhẹ nè, 8/128 màn ám nhẹ 2,7 triệu thôi, Note 11 Pro nha. Khá rẻ. Note 11 Pro 3650 máy đẹp. Xiaomi Redmi Note 11S 5G, con này chip mạnh nè, 3650 nha. Tiếp theo là cây Poco F1, RAM là 6/64, ngoại hình thì tầm 97 nha. Con này thì chạy chip Snapdragon là 845 nha mọi người. Màn hình Full HD. Màn hình này là màn hình tay thỏ nha. Giá bán của bên mình chỉ 1.950.000 thôi, Poco F1 nha, 1.950.000. Xiaomi Redmi Xiaomi Mi 11T, RAM 8/256 nha, ngoại hình đẹp. Tầm 98, 4.850.000 nha, 4850, Mi 11T, 8256GB. Xiaomi, con này là Redmi Note 10S, RAM 8/128, 3.3 nha, Note 10S. Xiaomi Mi 11T, cây này thì ngoài nó hơi chạy nhẹ, RAM là 8/128 nha. Giá bán là 4.650.000 thôi, bản 18/128, 298/100. Đây, máy còn đẹp, 8/128, 4850 nha, máy đẹp. Còn máy chạy hơn xíu thì giá 4650, tùy theo tình trạng máy nha. Xiaomi Redmi Note 10, 2.350.000 thôi nha, Note 10 này, 2350. Con Note 10 thì sẽ là RAM là... Note 10 này RAM là tới 6GB luôn nha, mà chỉ với giá 2350 thôi, máy còn khá đẹp nha. Poco X3 Pro RAM 8/256, giá bán là 3850 nha, X3 Pro 8/256. 6/128, máy cũng còn khá đẹp luôn, 3.350.000, X3 Pro, Pro có hình khá là khỏe nha. Redmi K30 Pro RAM 6/128, con này ngoại hình tầm 97 nha mọi người. Con này thì chạy sở hữu màn hình OLED này, chạy chip Snapdragon là 865, giá bán chỉ có 3650 nha. Ngoại hình tầm 97 thôi, 3.650.000. Mi 11T 8/256, ngoại hình đẹp keng 99 nha, 4.850. 8/256, 4.850 luôn nha. Mi 11T thì bên mình còn khá nhiều, máy tầm 98 thì giá chỉ có 4.650 thôi, Mi 11T nha. Con này thì chạy chip Dimensity là 1.200, pin 5.000, camera 108 chấm nha, màn hình là màn hình OLED. Oppo Reno 8T 5G RAM 8/256 nha, ngoại hình đẹp keng, viền thì nó có hơi sờn sờn, tầm 98 nha, giá bán là 6 triệu, 6 triệu 6 chứ. Oppo Reno 8T 5G nha, 6 triệu 6. Oppo Reno 7 5G RAM 8/256 4 triệu 9 nha. Oppo A76 RAM 6/128 ngoại hình đẹp keng 99, 3.350.000 A76. Reno 7 RAM 8/128 nha, giá bán của bên mình là 4.4 triệu. Reno 7. Reno 7 5G 4.9 triệu. Reno 7 5G thì còn hai màu đây. 4.9 triệu nha, máy còn đẹp keng 99 luôn. Rồi, anh em có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại liên hệ trực tiếp với bên mình nha. Anh em coi video cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ shop mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G nha. Máy đẹp keng. RAM là 8GB bộ nhớ trong 256 nha, Z Flip 3 5G. Giá bán của bên mình là 8 triệu nha. Xiaomi Mi 11T RAM là 8GB bộ nhớ trong 256GB, ngoại hình đẹp 98 nha, Mi 11T. Con này chạy chip Dimensity là 1200. Chạy nhẹ tầm 98.
Giá bán là 4,8 triệu nha. Mi 11T 256GB 4,8 triệu. Có ít đồng hồ mình sale cho mọi người luôn nha. Đây là cái Galaxy Watch 4. Size này là size 40 nha. Con này size 42 Galaxy Watch ha, size 42. Giá bán của bên mình là 1,8 triệu nha. Và tiếp theo là mình có Galaxy Watch Active 1 nè. Galaxy, con này là Galaxy, Samsung Galaxy Watch thôi. Watch. Con này size như là 38. Nói chung là máy hơi, đồng hồ này hơi trầy trầy. Mình sẽ bán cho mọi người với mức giá là 800.000 nha, 800.000. Galaxy Watch hơi trầy trầy, 800 nha. Đây. Còn rất là nhiều thôi, thanh lý cho mọi người với giá 800.000. Mình có cái này size 44 này, to hơn Galaxy Watch luôn. Những cái này là Watch Active 2 gì đó, to hơn. Thì giá bán của bên mình là 950.000 nha. Sale cho mọi người là 950.000. Cũng còn khá là nhiều. Đây. Chỉ có giá 800.000 một cái thôi nha. Hàng Samsung Việt Nam. Cái này mọi người có thể đo nhịp tim hay là xài rất là ok luôn. Như có nghe gọi đồ được hết nha. Và tiếp theo mình có Galaxy Watch 3 nữa nha. Có những cái thì rất là mới. Đây. Này là Galaxy Watch size 45 này, Galaxy Watch 3. Con này Watch 2 à. Size này size 45 nha. Đây. Này là Galaxy Watch màu hồng rất là đẹp luôn. Đây, màu hồng đẹp nè, còn khá là keng. Cái này thì giá bán của bên mình chỉ 1 triệu thôi nha. Hơi trầy trầy như thế này 900.000 luôn, 900. Mấy cái đồng hồ này thì bên mình không hỗ trợ sạc nha mọi người. Chỉ bán máy thôi, không hỗ trợ sạc. Galaxy Watch Active 2 nè, Active 2 nhôm size 40 màu hồng. 1 triệu nha, đẹp keng luôn, 1 triệu. Về thêm cái cục sạc cho nó là xài được. Galaxy Watch 3 size 45 việt thép luôn rồi. Này giá bán của bên mình là 1,3 triệu nha, 1,3 triệu thôi, khá rẻ nha. Galaxy Watch 3 45, Watch Active 2, Galaxy Watch 4 nha, Watch 4 Latsit. Con này là Watch Active 2 chứ không phải Watch 4 Latsit nha. Watch Active 2 nè, 900.000. Còn có mấy cái thanh lý cho mọi người hết nha. Galaxy Watch 3 đẹp keng luôn. Galaxy Watch 3 size này size 41, size 42 nha. Đẹp keng, con này bản thép nha. Bản thép này mắc tiền nè. Giá là 1,3 triệu thôi. Ngoài còn khá đẹp nha. Còn khá là nhiều. Này Watch 2, Watch Active 2. Này Watch Active 2 cũng còn khá nhiều nè. Watch Active 2 900.000 thôi nha, 900.000 một cái thôi. Vivo i21s, RAM là 4128 nha, ngoài còn khá là keng luôn, 2,5 triệu nha, đẹp keng nha. Vivo i55, con này ngoại hình 97 nha, hơi trầy, 3,350,000 nha. i55 màn hình OLED luôn, những cây màn hình OLED thì màu sắc màn hình cực kỳ đẹp. Vivo i15s nha, 1 triệu, cây này hơi trầy, 1,7 triệu nha. i15s RAM 3 cũng như trong 32, 1,7 triệu thôi. Con này là con Vivo i1s RAM 2 bộ nhớ trong 32GB nha, chỉ với giá là 950.000 thôi. Vivo i35 máy đẹp nha, 3,7 triệu màu vàng, đẹp keng luôn, 3,7 triệu. Con này là con Vivo Neo 6 nha, RAM 8128, ngoại hình đẹp 99 nha, Neo 6 nè. Con này nói chung là khá là đỉnh nha, 7,5 triệu nha, Neo 6, 7,5 triệu. iPhone 13 Pro Max nha, ngoài nó hơi trầy, 13 Pro Max.
Con này thì pin 94 luôn nha, pin khá là cao, nói chung là ngoại hình hơi trầy xíu nha. 128GB bản Mỹ. Giá bán của bên mình là 16 triệu rưỡi nha, 16 triệu rưỡi. Đây, pin 94, pin cao. 13 Pro Max, trầy nhẹ nha, tầm 98 nha, 16 triệu rưỡi. Con này là con Redmi 10 5G. Redmi 10 5G thì con này chạy chip Dimensity là 700 nha, có hỗ trợ 5G nè. RAM sẽ là 4, chip Dimensity nè, 700, 8 nha. RAM 4, bộ nhớ trong 64GB. Giá bán của bên mình là 2 triệu 4 nha, 2 triệu 4. Redmi 10 5G, màn hình 98 nha, 2 triệu 4. Vivo Y21, RAM 4, bộ nhớ trong 64, màn hình đẹp 98, 2 triệu 2 nha. Oppo Reno 7, 4 triệu 9. Reno 7 phiên bản 5G, bản RAM 8 256, 4 triệu 9. Samsung Galaxy Note 20, hàng Việt Nam 2 SIM. Con này ngoài nó hơi trầy nha, ngoài hơi trầy. Giá bán của bên mình là 5 triệu 650 nghìn nha. Note 20 hàng Việt Nam, 5 triệu 650 nghìn.